Quý vị và các bạn thân mến, là một trong ba đơn vị được Công an tỉnh Lâm Đồng lựa chọn thực hiện mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, xã Đà rờ San, huyện Đam Rông đã có bước chuyển mình tích cực về chuyển đổi số được các cấp và người dân đánh giá cao, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là một xã vùng sâu vùng xa của tỉnh, với hơn 70% dân cư là người dân tộc thiểu số, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau 4 tháng triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến, đa số người dân của xã Đà rờ San đã từng bước hiểu, biết về những lợi ích thiết thực của việc thực hiện các thủ tục hành chính qua môi trường số cũng như sử dụng thành thạo ứng dụng VNEID để sử dụng khi cần khám chữa bệnh hay thông báo lưu trú. Chuẩn bị các cái điều kiện vật chất cơ sở kỹ thuật để xây dựng mô hình điểm về thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 14 tháng 11 năm 2022 thì tất cả các cái thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của công an cấp xã chúng tôi đều thực hiện 100% qua dịch vụ công trực tuyến. Đến nay thì tất cả những cái chỉ tiêu công tác chúng tôi đều hoàn thành ở mức rất là cao. Người dân là đón nhận rất là phấn khích tại vì là nó một cái trải nghiệm mới là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó thuận tiện cho người dân là người dân sẽ tiết kiệm được cái thời gian đi lại đặc biệt là nó không tốn cái tiền để mà photo để công chứng các loại giấy tờ và cái thứ ba đặc biệt là nó cái độ chính xác của các loại giấy tờ thì người dân là sẽ không có sự không phải điều chỉnh sau này khi có sự sai sót. Để kịp thời giải đáp thắc mắc cũng như hướng dẫn người dân khi gặp khó khăn tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, công an xã đã luôn bố trí tối thiểu là hai cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tiếp nhận và hướng dẫn người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Dù vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự hướng dẫn tận tình, dễ hiểu của lực lượng công an xã, đến nay mọi người đều có thể thao tác một cách nhanh chóng, hiệu quả, từ đó giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và những kết quả của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Em công an xã để xác nhận về nơi cư trú. Và lúc đầu em cũng cảm thấy rất là bỡ ngỡ. Và được sự chỉ dẫn của các anh công an xã thì em cũng đã cảm thấy là rất là thủ công và tiện lợi. Theo thống kê, tỷ lệ thu nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến của công an xã Đà Rờ San luôn đạt trên 95%. Để có được thành quả trên, các chiến sĩ công an xã đã luôn ngày đêm bám bản, bám làng, đi từng ngõ, có từng nhà để tuyên truyền cho người dân hiểu biết về những lợi ích thiết thực của việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Nhiều trường hợp đi làm ăn xa hay chưa được cấp mã định danh điện tử đều được cán bộ công an tạo điều kiện để họ được kích hoạt mã định danh điện tử qua ứng dụng VNeID tận nhà. Hôm nay rất cảm ơn các anh em công an đã đến tận nhà hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho mình. Được hướng dẫn tận nhà như vậy mình rất là vui mong nhiều người dân ở đây sẽ được các chú công an hướng dẫn để thuận tiện cho người dân của xã. Từ những kết quả đáng ghi nhận qua triển khai mô hình điểm tại xã Đà Rờ San, công an huyện Đam Rồng đã nhân rộng mô hình tại hai xã Roman và Liên Strong. Do lợi ích thiết thực của việc chuyển đổi môi trường làm việc thủ công, truyền thống sang môi trường điện tử, nên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất lớn từ phía người dân đối với lực lượng công an xã Đà Rờ San và công an huyện Đam Rồng nói chung qua đó giúp cải cách thủ tục hành chính thuận tiện hơn góp phần xây dựng nông thôn mới xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của người dân